Do thuê nhà gần nửa năm, thanh niên nhận lại quả đề co siêu kinh dị từ khách nữ. Nhìn hiện trường, hết muốn ăn cơm. Nỗi sợ của những người cho thuê nhà là hiện trạng bên trong sau khi khách rời đi. Những tưởng mọi thứ sẽ sạch sẽ thơm tho, nhưng chủ nhà trong clip sau phải khóc tiếng máng khi chứng kiến cách bài trí siêu ê hề của khách thuê vì tưởng mình lạc vào nhà hoang. Chút mới sợ rồi. Chuyện này sợ kinh lắm. Chuyện nói anh hỏi luôn á. Trên lầu á thì thấm. Nhưng mà đây coi được. Mắt không thấy, tim không đau là có thật. Chắc cô gái này muốn ai đó luôn nhớ tới mình nên nghĩ ra cách ở giờ khét tiếng thế này. Kiểu ăn ở gợi đòn của cô khiến chủ nhà chuyển từ ấn tượng sang ám ảnh. Không hiểu bằng thế lực nào, khách thuê có thể ở trong không gian ẩm mốc bốc mùi gần nửa năm. Có lẽ chủ nhà từng thấy trường hợp này trên mạng, nhưng không ngờ có lúc mình quay vào ô may mắn. Nội thất xuống cấp nghiêm trọng, đồ đạc quăng ngổn ngang như một bãi rác. Xài nhà không thương tiếc thế này thì gia chủ chỉ còn nước đập đi xây lại. Tao ở dơ thật nhưng kiểu này tao chịu. Trời, sạch sẽ vậy còn gì bằng tường nở hoa. Cho thuê cái nhà siêu ẩm ướt, gặp ngay người thuê siêu ở dơ, cặp đôi hoàn hảo luôn. Chấp nhận cho người thuê thì phải nghĩ đến cảnh người ta xài nhà không thương tiếc rồi. Cơ mà xài kiểu này thì chủ nhà có nước đập đi xây lại quá. Bạn từng gặp trường hợp nào ngăn nắp phát khoản giống trong video chưa? Hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết với nha. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thật sự thư giãn với Tin Việt 2 phút. Xin chào và hẹn gặp lại.